Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp đầu năm mới Giáp Thìn ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, bước sang tuổi 53, cần nghe điều này để vượng lộc an khang, chuyển họa thành phúc, công danh hiển đạt, đổi vận giàu sang trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Thưa quý vị thính chủ thân mến, con người chúng ta, bất kể là ai cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ ai ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng mẹ tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người. Mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, cho nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu chỉ như muối bỏ bể. Luận theo tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm nay bước sang tuổi 53, năm đại hạn nặng nhất của đời người, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe thì bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo bản mệnh vẫn có những điểm sáng bất ngờ trong vận trình do bản mệnh được thần Phật phù trợ. 52 năm qua Nhâm Tý là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức. Giờ là lúc hưởng thành quả, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2024 tới, vận trình của tín chủ sẽ như vàng rơi lá rụng mùa thu, như hoa nở mùa xuân, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, sự nghiệp có quý nhân giúp sức, tiền bạc có thần tài ban lộc, gia đạo có vợ, có chồng, có con cái cùng vun vén, sức khỏe từ đó cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu tránh được 4 điều cấm kỵ này thì cuộc đời của Nhâm Tý sẽ sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của tín chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ 4 điều cần tuyệt đối tránh nào cho con giáp này để tránh tai ương, đắc phúc đón lộc, hậu vận giàu có? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi mí ngay sau đây. Quý vị thân mến, theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu ti trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, thường cho đi không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tang đố mộc có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Phụ nữ tuổi này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ nhân Nhâm Tý mệnh mộc cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình, nữ tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn,
tuy cuộc đời nữ mệnh tuổi này phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Trong cuộc đời nữ nhâm tí được ông tử vi độ mạng, theo sách xưa, tuổi thọ trung bình của người này từ 65 đến 79 tuổi, tuy nhiên số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của nhâm tí nữ mệnh. Nếu sống tốt, thiện lương, tạo nhiều phúc đức thì được tăng niên kỷ, và ngược lại, làm ác sẽ bị giảm kỷ. Nam mạng tuổi nhâm tí là thiên quý tinh, vốn tính thông minh lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người nam mạng tuổi nhâm tí giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, tuổi nhâm tí nam mạng khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi nhâm tí rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi nhâm tí rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nhìn chung, vận số tuổi nhâm tí sinh năm 1972, cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên từ trung vận trở đi được ưu ái cho có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng. Trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lỗi, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi nhâm tí sinh năm 1972. Theo dự đoán tử vi 2024 tuổi nhâm tí, 6 tháng đầu năm nhờ có cục diện tam hợp nên hứa hẹn sẽ là thời điểm tuyệt vời, rực rỡ thành công đối với bản mệnh. Về mặt tài chính, bạn có thể thu được lợi nhuận dồi dào trong nửa đầu năm Giáp Thìn. Nếu ra ngoài làm ăn kinh doanh, tuổi nhâm tí sẽ tạo lập được tầm ảnh hưởng lớn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, tín chủ nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh được những thị phi không đáng có, giúp công việc sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Trong 6 tháng đầu năm này, người tuổi nhâm tí sẽ có cuộc sống gia đình vui vẻ và hạnh phúc, diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ, du lịch và lễ kỷ niệm ý nghĩa. Với những tuổi nhâm tí đang độc thân, thời gian này bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, đích thực và có khả năng tiến đến hôn nhân. Không có gì quan trọng hơn việc người tuổi nhâm tí đặt niềm tin tưởng vào khả năng của mình và sử dụng bản lĩnh đó để vượt lên trong cuộc sống. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì đó của cuộc đời mình. Bạn có tất cả các nguồn lực cần thiết để biến giấc mơ thành hiện thực. Bên cạnh đó, hãy tuân thủ các kế hoạch của mình và sắp xếp các mục tiêu để hoàn thành với mục đích sống thiêng liêng của bạn. Về công việc, sự nghiệp, dự báo tử vi 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy tất cả mọi việc sẽ suôn sẻ trong cuộc sống. Công việc của nhâm tí bạn không cần phải quá lo lắng, vì mọi việc đã đặt vào đúng vị trí, bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và các đồng nghiệp cũng cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với bạn. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, nhâm tí đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tín chủ học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với những người tuổi nhâm tí làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, 6 tháng này không chỉ toàn những điều thuận lợi, do ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở nhâm tí chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân, sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ, hoặc khi được trao trọng trách mới, nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi, mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm.
dự báo tài chính tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng đầu năm 2024. Xem tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Tý về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh trong 6 tháng đầu năm đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi, được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh. Con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong năm 2023 trước đó, tài lộc của Nhâm Tý vốn khá ảm đạm, việc chính không suôn sẻ mà việc phụ cũng chẳng đem đến lợi nhuận là bao, khiến thu nhập chững lại. Một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng như muối bỏ biển, công sức như dã tràng. Thế nhưng khi bước sang năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm. Theo đó, Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Nhâm Tý đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy, thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm nữa nhé. Đặc biệt, trong năm nay nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cần thiết, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng đầu năm 2024. Do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của Nhâm Tý cũng nảy sinh một vài vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn. Cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Thêm vào đó, hãy thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để luôn an tâm vào sức khỏe của bản thân và gia đình mình Nhâm Tý nhé. Về tử vi tình cảm, gia đạo tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng đầu năm 2024. Nhìn chung vận trình tình duyên của người tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào 6 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Nếu còn độc thân, bạn có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp. Còn các cặp vợ chồng cũng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến nhân duyên nở rộ. Điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Người tuổi Nhâm Tý đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc, để không phát sinh tình cảm ngoài luồng. 3. Luận hung cắt từng tháng của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Vận trình tháng đầu xuân của người tuổi Nhâm Tý tuy không đại cát đại lợi, nhưng nhìn chung mọi thứ đều hanh thông, công việc có chính quan nâng đỡ. Tuy đầu năm dịch chuyển nhiều, có đôi chút tất bật, vất vả, nhưng thu về thành quả tương xứng. Về phương diện tài chính, thứ tài dồi dào, gặp nhiều may mắn về tiền bạc như có thưởng nhiều, đòi được nợ, lấy lại số tiền tồn đọng, kinh doanh, buôn bán gặp thời, vận lên phát đạt, tình cảm thăng hoa, hôn nhân viên mãn, các cặp đôi có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng đầu năm Giáp Thìn này. Người độc thân có sức cuốn hút mạnh, nhân duyên khác giới vượng, sẽ có trải nghiệm thú vị trong tình yêu. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng này, tuổi Nhâm Tý có khá nhiều biến động, công việc gặp khó khăn, có tiểu nhân phá hoại, đề phòng thị phi, kiện cáo pháp luật. Về tài vận, tháng không có tài tinh chiếu, tuổi Nhâm Tý ít gặp may mắn về tiền bạc, việc gì cũng tự tay làm lấy, hầu như không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Có điều, một số bản mệnh có lộc về đất đai, bất động sản. Về sức khỏe, bản mệnh đề phòng bệnh cũ tái phát, nhất là những chứng bệnh liên quan đến răng miệng, viêm nhiệt. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Nhâm Tý thấy dấu hiệu bừng sáng bất ngờ, có quý nhân phù trợ, việc lớn nhỏ đều thành,
tiền bạc đến từ nhiều nguồn, có điều vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá. Tại thời điểm này, đừng tin người quá dễ dàng kẻo bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác làm ăn, đặc biệt đi đâu công tác ra cần đề phòng bị mất trộm. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng này nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Tý, báo hiệu sự nghiệp nhiều thăng trầm, có dấu hiệu tiểu nhân hãn hại, muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong, đầu tư thiếu may mắn, cẩn trọng kẻo bị lừa gạt vì tin người một cách ngây thơ. Tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch cho thấy tình hình sức khỏe nhiều bất cập, dễ bị ốm sốt, cân nặng giảm sút, nhất là ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cần đề phòng họa huyết quang, đi đứng thận trọng kẻo bị tai nạn xe cộ. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng 5 âm lịch đem lại khá nhiều điều may mắn cho người tuổi Nhâm Tý. Trên mọi phương diện cuộc sống, bạn nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đến với mình nếu muốn cuộc sống bước sang trang mới. Tam hội phù trợ, con giáp này xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn thậm chí gặp gỡ được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội phát triển đáng quý. Nếu bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, thì cơ hội thăng tiến gần ngay trước mắt. Tất nhiên, để gặt hái thành công, thì bạn vẫn sẽ cần phải bỏ công bỏ sức ra làm việc. Tình hình tài chính cũng có những bước chuyển đáng kể. Nhờ vậy mà bạn không còn phải lo lắng đến chuyện chi tiêu như trước đây nữa. Con giáp này tạo dựng được lòng tin với khách hàng, nên lượng khách đổ đến mua hàng ngày một đông đúc. Ngoài ra, bạn cũng phát hiện ra được điểm mạnh của mình để có thể phát triển đúng định hướng. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng này có vận quý nhân vượng, mạnh dạn mưu đại sự sẽ có người trợ giúp về tài chính và vấn đề chuyên môn được chính tài phù trợ. Tài vận tháng này khá sáng, có thể đầu tư ở các hạng mục ít rủi ro. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp, xung đột về tài chính. Mặt sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng ngộ độc thực phẩm ở nơi lạ và các chứng bệnh liên quan đến dạ dày, hệ tiêu hóa. Chuyện tình cảm trước nghịch sau thuận, kiên nhẫn xử lý từng việc nhỏ, mọi rắc rối ắt được hóa giải, một số bản mệnh đón tin vui về con cái. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Nhâm Tý năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Nhâm Tý nữ mạng gặp sao Thái Bạch. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Thái Bạch là sao xấu gây hao tán tiền bạc, dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Sau này chiếu xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch, nếu tiến hành đại sự, nên tránh những thời điểm này để đề phòng bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh hoạn trao phải phòng. Lập hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Tiểu kết, chịu tác động của hung tinh, con giáp này làm gì cũng phải để tâm quan sát, tính toán cẩn thận kẻo để lộ sơ hở cho tiểu nhân gây khó dễ, thậm chí phải trả giá bằng tiền bạc vất vả kiếm được. Phương diện sức khỏe cũng không thực sự lý tưởng, bản mệnh dễ đau ốm lâu ngày, khiến tinh thần và thể chất xuống dốc. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc ổ, đen hoặc xanh dương. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người Thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. 2.
Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Nhâm Tý năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Nhâm Tý nam mạng gặp sao Thái Âm. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như mua bán bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về cả tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Người được sao Thái Âm chiếu mệnh cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm, đường số thừa gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9, sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy, khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều u buồn, lo lắng. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương, hạn này chủ yếu gây kiện tụng, pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, trong năm có tin buồn tang chế trong nhà. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu mệnh, tuổi Nhâm Tý nam mạng chủ động công việc làm ăn, có thể mở rộng thêm, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải lo nghĩ, lại có lộc về điền sản. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, gây chuyện kiện cáo, làm ơn mắc oán, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ, gia đình có thể có người mất trong năm. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh xương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu, nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào, để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Nhâm Tý gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng màu sắc này sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của người tuổi Nhâm Tý. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ được đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao. Thường xuyên sử dụng màu đen cũng sẽ giúp bạn trở nên cởi mở hơn, xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp, gặp được một số cơ hội và đối tác tiềm năng. Màu xanh da trời vượng tài lộc. Màu xanh da trời giúp bạn luôn cảm thấy thư giãn, nhẹ nhõm, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên con đường làm giàu. Ngoài ra, bạn cũng thận trọng và vững vàng hơn, nhờ thế mà tránh được những tổn thất không đáng có. Bạn biết đâu là cơ hội mình cần nắm bắt để vươn lên, đâu là lúc mình cần lùi lại để bảo toàn những gì đang có. Màu xanh lá cây vượng tình duyên. Màu sắc này giúp bạn giữ được một tâm hồn rộng mở, bạn học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí. Nhờ vậy mà người độc thân dễ gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp duy trì được hạnh phúc lâu dài. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Nhâm Tý là đỏ, tím. Hai màu sắc này sẽ khiến người tuổi Nhâm Tý luôn cảm thấy căng thẳng, nóng nảy, dễ vướng vào tranh chấp thị phi với đồng nghiệp và cấp trên. Bạn cũng trở nên quá ganh đua, hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hợm hĩnh. Trong việc hợp tác làm ăn, bạn cũng thường trở nên bất cẩn khi lựa chọn đối tác hay dự án làm ăn, từ đó dễ bị lừa gạt mất mát của cải, vướng vào hiểu lầm hoặc tranh chấp.
Tiếp theo sẽ là nội dung đặc biệt mà đội ngũ biên tập Kinh Minh Đường Tử Vi muốn truyền tải đến quý anh chị Nhâm Tý. Để thay lời cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian ở lại với kênh Minh Đường Tử Vi đến giờ phút này, Minh Đường Tử Vi hy vọng anh chị nhận được thật nhiều giá trị, giúp anh chị sống đời an vui, tâm an thân khỏe. Xin mời quý vị anh chị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Có rất nhiều điều, trước khi bạn hiểu được phải trân trọng, thì nó đã trở thành quá khứ. Có rất nhiều người, trước khi bạn thật tâm, đã trở thành người xưa mất rồi. Hầu hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều ngắn ngủi và dễ dàng mất đi. Vậy nên hãy tận hưởng và trân trọng. Hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đừng lãng phí thời gian để chờ đợi kết thúc có hậu của mọi vấn đề nan giải. Đừng dành những điều tốt nhất cho đến cuối cùng. Dành dụm tiền để sau khi về hưu rồi mới hưởng thụ. Kết quả là sau khi nghỉ hưu, bởi vì tuổi tác cao, sức khỏe kém đi, hành động bất tiện, thành ra chỗ nào cũng không đi được để dành tiền dưỡng già. Kết quả khi con cái trưởng thành rồi, muốn ra nước ngoài du học, muốn lập nghiệp làm ăn, muốn cưới vợ, tiền hưu dành dụm bấy lâu cũng đều vụt đi mất. Khi có đủ năng lực thiện đãi bản thân, mong bạn hãy thực hiện ngay đi, chứ đừng đợi đến sau này. Người già đôi khi cũng không thể làm được những việc mà người trung niên hoặc người trẻ tuổi có thể làm được, bởi vì tuổi tác và sức khỏe chính là một yếu tố lớn. Ngay khi con cái còn nhỏ, hãy bảo với chúng rằng bố mẹ chỉ nuôi con ăn học đến hết cấp 3 thôi, lên đại học con phải tự lực cánh sinh, muốn du học, muốn lập nghiệp, muốn cưới vợ thì hãy tự mình nghĩ cách, còn bản thân nên giữ lại một ít tiền, đừng chỉ mãi sống vì con cái. Năm ngoái, vợ người bạn thân của tôi qua đời, tai nạn bất ngờ này thực sự khiến người ta rất khó chấp nhận, nhưng cái chết thường đến mau lẹ như vậy đó. Người bạn nói, vợ anh luôn hy vọng sẽ được chồng tặng hoa vào mỗi dịp đặc biệt, nhưng người chồng cảm thấy như vậy thật lãng phí, lúc nào cũng lần nữa để lần sau hãng mua. Kết quả sau khi vợ chết, lại kết hoa tươi quanh linh cữu vợ, đây chẳng phải quá ngốc hay sao? Chờ đợi, có vẻ như toàn bộ cuộc đời chúng ta đều dành để chờ đợi. Chúng ta thường nói với bản thân, đợi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ như thế này, đợi sau khi tôi mua được nhà, đợi sau khi con út nhà tôi kết hôn đã, đợi sau khi vụ làm ăn này êm xuôi đã, đợi sau khi tôi chết. Mọi người ai cũng bằng lòng hy sinh hiện tại để đổi lấy một sự chờ đợi mịt mờ, hy sinh đồng tiền cực khổ kiếm được kiếp này để mua sự an nhàn cho con cháu sau này. Ở Đài Loan, chỉ cần đi trên con đường núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nông trại biến thành chùa chiền, đồi núi biến thành thiền viện, chẳng qua cũng là để sau khi chết, có thể bảo đảm không phải lại chịu đau khổ nữa. Rất nhiều người cho rằng, nhất định phải đợi đến một lúc nào đó, hoặc khi một chuyện nào đó đã xảy ra, rồi mới tiếp tục làm, ngày mai mình sẽ bắt đầu vận động, ngày mai mình sẽ tốt với người ấy hơn, tuần sau tụi mình dành thời gian ra ngoài nhé, đợi về hưu rồi chúng mình tha hồ mà hưởng thụ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn biến động, hoàn cảnh thường luôn thay đổi không thể đoán trước. Trong hiện thực cuộc sống, những vấn đề bất ngờ xảy đến nhiều vô kể, chúng ta cần đối mặt với cuộc sống thế nào? Chúng ta không cần phải chờ đợi một cuộc sống hoàn hảo, cũng không cần phải đợi cho đến khi mọi thứ đều ổn định, muốn làm gì, bây giờ hãy cứ bắt tay vào làm. Một người không bao giờ có thể đoán trước tương lai, do đó, đừng trì hoãn cuộc sống mà mình muốn sống, đừng keo kiệt thổ lộ tấm lòng, bởi vì sinh mệnh chỉ trong tích tắc. Hãy nhớ, đừng bao giờ tạo cho mình khoảng trống hối hận đã muộn, người chết rồi thì không thể theo đuổi ước mơ, người còn sống lại chưa biết sẽ xảy ra điều gì. Điều quan trọng nhất và cần thiết nhất là nắm chắc hiện tại, mà trong lúc hai người còn đang do dự, nó đã vụt bay mất rồi. Đời người ngắn ngủi vô định, có một bài thơ như thế này, cao nguyên và đất bằng, đằng đẵng kiếp nhân sinh, đi theo chiều hướng nào, chớp mắt thành nấm mộ, chính là nói rõ đời người mau lẹ như vậy đó, chớp mắt đã thành thiên cổ. Có rất nhiều điều, trước khi bạn hiểu được phải trân trọng, thì nó đã trở thành quá khứ. Có rất nhiều người, trước khi bạn thật tâm, đã trở thành người xưa mất rồi, những sự việc đáng tiếc không ngừng xảy đến, sau khi qua rồi có hối cũng đã muộn, khi đó đã trở thành quá khứ, người bạn nhớ nhung cũng đã rời bỏ bạn. Một câu châm ngôn Thụy Điển nói rằng, chúng ta già đi quá nhanh, nhưng lại thông minh quá muộn, dù cho bạn có nhận ra hay không, cuộc đời vẫn luôn hướng về phía trước. Đời người vốn không có tấm vé khứ hồi, một khi đã mất đi rồi mãi mãi không quay trở lại, chúng ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp đến sau này, nhưng lại không biết mình đã đánh mất bao nhiêu hạnh phúc. Có câu chuyện xưa kể về ngày cuối cùng của một tội phạm tử hình như sau. Một thanh niên nọ suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, toàn đi trộm gà trộm chó. Một ngày nọ, anh ta đi trộm ngựa ở doanh trại quân đội, bất cẩn bị bắt được. Tướng quân nổi giận lôi đình muốn chặt đầu anh ta để cảnh cáo dân chúng, nhưng cho phép anh ta nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi chết. Người thanh niên đau khổ nói, tôi muốn nấu cơm cho mẹ. Từ nhỏ tôi luôn làm mẹ tức giận mà chưa từng hiếu kính với bà. Tướng quân hỏi, còn gì nữa không? Tôi muốn xin lỗi tiểu Thúy. Tôi đã hứa sẽ tặng châm ngọc cho nàng, nhưng xem ra là không làm được rồi. Còn nữa không? Người thanh niên gào khóc nói, tôi còn muốn học để kiếm việc làm.
không muốn trộm gà trộm chó nữa. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Tướng quân nghe xong cuối cùng lại thả anh ta đi và nói: "Ngươi đường đường là đấng nam nhi, hiếu kính mẹ già, tặng châm ngọc cho người yêu, học nghề. Vì sao đến ngày cuối cùng mới nghĩ đến làm những điều này vậy? Ta lệnh cho nhà ngươi từ nay về sau phải xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, có như vậy thì mới không phụ ta tha cho người một mạng." Chàng trai đã thức tỉnh, quyết không thể để những điều quan trọng đến phút cuối mới làm, nếu không thì sẽ tiếc nuối cả đời. Vậy nên, hãy sống cho hiện tại, đừng bỏ lỡ thời gian, đừng lãng phí cuộc đời, đừng để những điều tốt đẹp nhất đến lúc cuối cùng mới làm, đừng để người quan trọng nhất đến phút cuối cùng mới yêu thương họ. Hầu hết tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều ngắn ngủi vô thường. Thay vì lãng phí thời gian để chờ đợi cái kết có hậu, chi bằng hãy nắm chắc hiện tại, tận hưởng và trân trọng những điều tốt đẹp vốn đang ở bên ta. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý anh chị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, anh chị vui lòng hoan hỉ ấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin video bổ ích nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.